Nồi cơm điện là một vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt Nam, và thống kê cho thấy là bất cứ một gia đình nào cũng có thể mua từ 2 cho đến 3 chiếc nồi cơm. Nhưng không phải ai cũng mua được những chiếc nồi cơm tốt, giá hợp lý mà phù hợp với gia đình của nhà mình nha. Qua video này, chúng ta sẽ cùng đi khám phá chi tiết và đầy đủ về các thông tin liên quan đến nồi cơm. Về phân loại thì nồi cơm điện chia ra làm hai dòng chính, đó là dòng nồi cơm cơ và nồi cơm điện tử. Nồi cơm cơ là một loại nồi cơm khá phổ biến và nó rất dễ dàng sử dụng. Thông thường thì nó chỉ có một nút, đó là gạt lên và gạt xuống mà thôi. Loại nồi cơm này chỉ có một chế độ nấu và giữ ấm. Ngoài ra thì gần như không có thêm các chức năng khác. Còn đối với nồi cơm điện tử thì có thiết kế hiện đại hơn, đa dạng hơn và nhiều chức năng nấu hơn. Ngoài ra thì cơm cũng nấu ngon hơn so với nồi cơm cơ. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về dung tích. Dung tích nó sẽ phụ thuộc vào số thành viên trong gia đình của mình và sức ăn của mỗi thành viên để chúng ta lựa chọn một chiếc nồi cơm cho nó phù hợp. Nồi cơm có những cái dung tích nhỏ nhất là từ 0,5 cho đến 1 lít. Với dung tích này nó sẽ phù hợp từ 1, 2 và đến 3 người ăn nha các bạn. Đối với dung tích từ 1 cho đến 1,5 lít nó sẽ phù hợp từ 2 cho đến 4 người ăn. Còn đối với nồi cơm phổ thông nhất trên thị trường đó là dòng 1 lít 8. Nó sẽ phù hợp với từ 3 cho đến 5 người ăn. Giả sử mỗi thành viên trong gia đình của mình sẽ ăn 2 chén cơm hoặc là 2 bát cơm nha các bạn. Còn nếu như mà thành viên trong gia đình ăn khỏe hơn thì có thể chúng ta sẽ nhích thêm một chút lượng gạo nữa là vẫn có thể đủ cho số thành viên trong gia đình của mình. Nồi cơm điện cũng có những cái dung tích lớn hơn từ 2 cho đến 2,5 lít, có những trường hợp lên đến 2,7 lít. Còn những cái nồi cơm mà to hơn thì có thể gọi đó là những chiếc nồi cơm bán công nghiệp hoặc là những cái nồi cơm công nghiệp. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần công suất của nồi cơm. Với công suất nồi cơm từ 300 đến 700W, thường thì là những chiếc nồi cơm cơ sẽ có công suất trong cái giải đó. Với công suất lớn hơn 700W và cao hơn, thông thường sẽ phù hợp với những chiếc nồi cơm có dung tích lớn hoặc là những chiếc nồi cơm điện tử hay là điện tử cao tần. Thời gian nấu của những chiếc nồi cơm điện tử cũng lâu hơn một chút so với nồi cơm cơ, do cái chu trình nấu của nồi cơm điện tử nó khác biệt hơn so với nồi cơm cơ. Bù lại thì nồi cơm điện tử nấu cơm ngon hơn, mềm hơn và dẻo hơn. Cuối cùng, chúng ta sẽ điểm qua những thương hiệu mà bạn nên tham khảo trước khi ra quyết định để mua nha. Đầu tiên, đó chính là những thương hiệu đến từ Nhật Bản như Sharp, Panasonic, Toshiba, Tiger và Juicy. Những thương hiệu này có cả những nồi cơm cơ, nồi cơm điện tử giá hợp lý và nồi cơm cao tầng nữa các bạn ạ. Nếu như các bạn yêu thích những dòng nồi cơm của thương hiệu Nhật Bản thì đấy là những cái thương hiệu mà mình đã liệt kê. Bạn cứ chọn trong những cái thương hiệu đó là có những cái sản phẩm phù hợp rồi. Tiếp theo đó là những thương hiệu đến từ Hàn Quốc như là Cookin, Cookchen hay là Cookoo. Thực ra thì đối với Hàn Quốc mọi người sẽ nghĩ ngay đến Cookoo, bởi vì ngay cả bên Hàn Quốc thì 85% dân số cũng đều sử dụng nồi cơm Cookoo. Và nồi cơm Cookoo là một trong những cái thương hiệu mà có cái giải nồi cơm mình nghĩ là rộng nhất trên thị trường hiện nay. Cookoo có cả nồi cơm cơ, nồi cơm điện tử áp suất và nồi cơm điện tử cao tần áp suất. Đấy, có quá nhiều giải như thế và dung tích từ 0,5 cho đến dung tích cao hơn lên tới 3 lít Cookoo cũng có nha. Thậm chí là những chiếc nồi cơm lên tới 5,4 lít. Và có một cái cảnh báo nho nhỏ, đó chính là nồi cơm Cookoo không hề có giá rẻ từ 300 đến 500 ngàn là không có, như trên thị trường đang quảng cáo đâu các bạn ạ. Nồi cơm Cookoo hiện tại đang có khá nhiều những nhà bán hàng đang làm nhái thương hiệu này. Do vậy các bạn hãy tỉnh táo trước khi đưa ra quyết định mua nha. Với những cái chiếc nồi cơm Cookoo mà đang quảng cáo chỉ có vài trăm ngàn thì thực sự đấy là những chiếc nồi cơm hàng nhái đấy các bạn ạ. Nếu mà để phân biệt thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Và mình là Hiển Điện Máy với 15 năm kinh nghiệm, hy vọng là sẽ chia sẻ được cho các bạn khá nhiều những kinh nghiệm hữu ích trong khi mà chúng ta mua hoặc sử dụng những đồ liên quan đến điện máy gia dụng trong gia đình của mình. Cảm ơn các bạn.